Kính chào quý vị và các bạn nhé Hôm nay tìm về rất là nhiều những bản đầu rác AV Hitachi kim cương Đây quý vị và các bạn cùng xem này. Rất là đẹp và chất Hitachi Rác bông sen hay còn gọi là rác RCA Để cho các anh em hàn dây thì em có bán lẻ đầu rác như này Anh em nhé Anh em nhìn cái rác này trên bên trong mạ vàng hết đó cầm giác trên tay rất là chắc chắn nhá và chất lượng quý vị và các bạn cùng xem đầu giác cắm lại rất là êm ái đây này đầu giác hoa sen ba mươi nghìn đồng một đầu giác này các bác và anh em nhá một bộ dây av thì sẽ cần bốn đầu giác là một trăm hai bốn đầu giác như này cực kỳ là chất lượng cho các bạn nghe Đấy. Thì có tất cả 6 ly này có 6 ly thì có hai loại các bác và anh em nhé có 6 ly mono và dạng là 6, 6 ly stereo đây các bác và anh em cùng theo dõi này tắt 6 ly Hitachi một bản vỏ đỏ và một bản vỏ màu đen ngay cả những cái cái vỏ này là cũng đồng mạ anh em nhé ví dụ như cái này quý vị và các bạn cùng xem này cái dây nó to như này mà em hàn và rắc 6 ly này thì em bắt buộc em phải mài cái vỏ này đi một chút Đấy. khi mài ra thì cả cái vỏ ấy, đây là chỉ cái vỏ thôi nhé, mà cũng thiết kế là hợp kim đồng luôn anh em ạ đây này, cả cái vỏ này, này. rất chất lượng cho các bạn anh em Đấy. vị nhìn cái bên trong toàn chân đồng mạ vàng đây gọi là 6 ly mono nó chỉ có một khắc ở đây 6 ly hitachi để cho anh em hàn dây rắc mic hoặc là đàn guitar 80.000 đồng một đầu rắc 6 ly Hitachi còn đây là 6 ly bản là stereo này. hay anh em quen gọi là rắc 6 ly Sitte đấy stereo Hitachi hai khắc này hai khắc này quý vị nhìn cái đầu rắc cầm cái đầu rắc chân tay rất sướng nhá các bác của anh em nhá dắc sáu ly stereo thì uh, nó thuộc dạng truyền tín hiệu cân bằng giống như dắc cam cân đồng cái còn dắc av và dắc sáu ly uh, mono là dạng truyền tín hiệu unbalanced tức là không cân bằng quý vị là nó sẽ có hai chân truyền tín hiệu và một chân mát ở đây tất cả những chân này đều mạ vàng này quý vị xem đầu dắc dắc sáu ly stereo này giá ngoài ra thì em, ở đây em có một vài cái đầu uh, dắc Hitachi 6 limono mono anh em nhé Nhưng bản đầu góc vuông góc như này 90 độ như này Cứ bị xem 80.000 đồng một rác, Rắc sắc ly mono thì bằng nhau Đây limono thì em có hai loại Một loại vuông một loại thẳng Loại thẳng thì có hai màu đỏ và đen Còn loại vuông thì chỉ có một loại một màu thôi anh em nhé Ở đây thì em đã có làm những cái dây dẫn Sẵn cho các bác và anh em này ví dụ như là dây AV trên nền dây Proteria của Nhật xây mạ bạc trong những cực kỳ là tốt quý vị và các bạn cùng, xem một cặp như này một cặp như này cái chiều dài là một mét dây Proteria bản màu xám nhá bản này âm thanh rất hay Proteria đây, dây của Nhật đây cho có anh em cùng xem cái loại dây lớp nhìn lừa trong nhiễu này bên trong bún nói dẫn mà bạc rất sáng Proteria đây là bản dây của BMDIY Các quý vị thấy một bộ như này là bốn đầu rắc đầu rắc là tiền rắc không đã 120 và cả dây cả rắc như này bên em bán là 250 một cặp bao ship toàn quốc anh em nhé giá 250 này còn được miễn phí giao hàng toàn quốc nữa thiếc cũng sử dụng thước bạc của Nhật cho các bác và anh em đây quý vị thấy này, cái này sợi này thì bên em đã phải cắt đi đâu lại vì hàng bãi về đôi khi là nó sẽ có nhiều đoạn sẽ có những cái vết chẳng hạn ở bên ngoài thì mình đều phải xử lý còn dây đã gửi cho các bác và anh em toàn bộ để phải tuyển chọn là dây đẹp hết, đẹp càng hết. Quý vị nhận hàng kiểm tra hàng nhá. Chất lượng này và hình thức nó phải còn đẹp còn mới như này thì quý vị mới nhận hàng. Khẳng định với các bác và anh em luôn, đảm bảo chất lượng luôn. Nhá. 250 một cặp dây AV Hitachi để cho dễ phân biệt thì đây là bản AV kim cương. Anh em đặt thì nói đầu giác kim cương thì cho em dễ phân biệt với bản đầu rác AV chi trơn. Tất nhiên là một bộ sẽ có hai sợi, một sợi đỏ, một sợi đen. Đấy, để cho chúng ta phân biệt hai kênh trái phải nhá. Còn một sợi dây hai đầu 6 ly uh, stereo. Như này, đây dạng truyền điệu cân bằng. Có giá là 300 000 đồng một sợi và được miễn phí giao hàng. Riêng hai cái đầu rác này đã 201 rồi anh em nhé 105.000 đồng một đầu rắc 6 ly stereo 80.000 đồng một đầu rắc 6 ly mono một dây này hai đầu rắc này đã có giá là 220 riêng đầu rắc không chưa tính dây rồi Đấy. và giá 300.000 đồng một sợi là bao cước cho anh em nhé còn một sợi hai đầu 6 ly mono Đấy. 6 ly mono thì em có giới thiệu đấy một đầu thẳng một đầu vuông hoặc là anh em có thể làm đặt là hai đầu thẳng như này hoặc thậm chí là đặt hai đầu vuông như này cũng được giá bằng nhau 250.000 rưỡi một sợi bao cước anh em nhé Giá thì một đầu rắc này là 80, hai rắc là 160, chưa tính dây. Và được bao cước cho anh em, 250. Các bác và anh em nhé. Anh em nào yêu thích cái dòng dây tín hiệu anh tôi giới thiệu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình. Bên em giao hàng tươi anh em nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán. Còn tùy hôm nay là lên sóng cái đầu rắc cho anh em về tự DIY tại nhà. Cảm ơn các bác và anh em nhé.